Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Nguyễn Đức Trung phủ nhận cáo buộc nhận 2,6 tỷ đồng vụ cây xanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong kết luận điều tra bổ sung, lời khai của ông Trung thể hiện cựu chủ tịch Hà Nội không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ cựu chủ tịch công ty cây xanh Hà Nội. Ngày 13 tháng 6, Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại khu vực Lũng Lầm, tỉnh Quảng Ninh, công ty cây xanh Hà Nội và các đơn vị cá nhân liên quan. Trong vụ án, ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Ông Nguyễn Xuân Hành, cựu tổng giám đốc công ty cây xanh Hà Nội cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra có 5 bị can khác bị điều tra về các tội buôn lậu, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong bản kết luận điều tra bổ sung này, Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ hành vi của ông Nguyễn Đức Trung trong việc chỉ đạo ông Lê Văn Dục, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và cấp dưới để đặt hàng giao công ty sinh thái xanh thực hiện trồng cây. Kết quả điều tra bổ sung xác định cựu chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo áp đặt buộc ông Dục phải giao các lãnh đạo cấp dưới ở Sở Xây dựng đặt hàng công ty sinh thái xanh để xây dựng vườn ươm trồng cây tại nút giao quốc lộ 21A. Khi Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính có tờ trình đề xuất, Sở Tài chính có quyết định phê duyệt dự toán hình thành giá gói thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ông Trung đã giao ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, khi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chưa tham mưu đề xuất, ông Toàn cũng chưa có ý kiến chỉ đạo, thì ông Trung đã chỉ đạo miệng với ông Dục làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng, giao cho sinh thái xanh thực hiện. Khi Liên Sở Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư Tài chính có tờ trình đề xuất thay đổi phương án lựa chọn nhà thầu, ông Nguyễn Đức Trung đã có ý kiến, tôi đồng ý giao anh Toàn, Phó Chủ tịch chỉ đạo, quyết định. Cần khẩn trương cho trồng tất cả các tuyến đường ngoại ô. Trong bản kết luận điều tra thứ hai, Bộ Công an cũng đã đấu tranh, làm rõ động cơ vụ lợi của ông Trung về việc Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cây Xanh Hà Nội, khai đưa tổng 2,6 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch Hà Nội. Bùi Văn Mận, nguyên giám đốc công ty Vì Dân, khai đã mua và thực hiện trồng cây cho người thân thiết của ông Trung tổng 2,08 tỷ đồng. Cụ thể, lời khai của Trung thể hiện vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến năm 2018, bị can này đã nhiều lần đưa tiền cảm ơn cho ông Trung vì đã tạo điều kiện chỉ đạo các sở ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng công ty cây xanh Hà Nội thực hiện dịch vụ cây xanh. Trong khi đó, lời khai của bị can Mận cho rằng năm 2018, ông ta thiết kế trồng một số loại cây tại trường mầm non Yên Khê để ông Trung dùng tư cách cá nhân tài trợ xây dựng trị giá gần 1,06 tỷ đồng, trồng nhiều loại cây cho nhà bố, mẹ của ông Trung trị giá gần 140 triệu đồng, trồng cây tại nhà thờ họ của ông Trung tổng chi phí 240 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, Bộ Công an xác định nguồn gốc là từ việc nâng khống giá cây, đường Mận và cấp dưới hạch toán đối chiếu trong sổ sách kế toán. Với lời khai của ông Nguyễn Đức Trung, kết luận điều tra bổ sung thể hiện cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trung. Về cáo buộc dùng tư cách cá nhân tài trợ trồng cây tại trường mầm non Yên Khê, ông Trung khai đó là do các anh chị em cựu học sinh của trường đứng ra tài trợ, ủng hộ và thanh toán tiền đầy đủ. Với lời khai của Mận về việc trồng cây tại nhà bố mẹ của ông Trung, vị cựu chủ tịch cáo buộc Mận chủ động gạ gẫm người nhà của ông Trung trồng các loại hoa cây trên, chi phí trồng cây mẹ của ông Trung đã thanh toán cho Mận. Còn về lời khai trồng cây tại nhà thờ họ, ông Trung khai đã giao cho một người tên Phi làm việc với Mận. Tuy nhiên, bị can Trung nói không biết chính xác họ tên của Phi, nơi ở hay số điện thoại cũng không biết.